đó là cuộc sống của các bạn trẻ sống Việt kiều đó cô bác quý anh chị. Khủng khiếp ghê không, nhìn thương nha. Cái này thấy hay hay, trên đó có mẹ Quan Âm kìa. Hả, có mẹ Quan Âm đứng trên đó phóng zoom lại gần nhà. Anh Nguyễn ha. À, có mẹ Quan Âm phù hộ. Tại em đâu có tưởng là anh hỗ trợ cho em tới chiếc được cái chiếc ghe đâu. Không có nghĩ rằng luôn hả? Dạ, em không có nghĩ là anh hỗ trợ cho em tới chiếc ghe để ở. Hôm bữa em nghe anh điện lại em hỏi chồng em mừng. Dạ. Em trông anh hoài luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía bên trái của Bùi Hồ đây là nơi đây được gọi là xóm Việt Kiều Campuchia, hay còn gọi là xóm không quốc tịch. Thì sau nhiều lần thay mặt cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân á, trao một số tiền hỗ trợ cho cô bác quý anh chị là Việt Kiều hồi hương về đây, thì hôm nay được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là cô Julie ở Mỹ, có hỗ trợ nhà của gia đình của em Soa mua một cái chiếc ghe mới để cho em có thể sinh sống, hai vợ chồng có thể có cuộc sống riêng tư ở trên sông cô bác quý anh chị. Và không nói nhiều nữa, hình ảnh một cái ông chú ở ngoài sau lưng đó, hôm ổng dài thì Bùi Hồ có nhờ anh Nguyễn An Giang, ảnh nhờ ông chú đó coi giùm một cái chiếc ghe để có thể cho hai vợ chồng sinh sống. Và hôm nay thì Bùi Hồ ghé đến đây để cùng với chú với lại hai vợ chồng gia đình em Soa để đi coi một chiếc ghe nha cô bác quý anh chị. Và cũng hồi hộp lắm rồi. Bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Nguyễn An Giang nha. Cô bác quý anh chị, anh Nguyễn An Giang là một cái kênh chuyên về quay về những cái trẻ mồ côi á. Cô bác quý anh chị có lên đó để đăng ký ủng hộ anh ha. À, bây giờ bắt đầu hành trình thôi. Đi đường nào anh Nguyễn? Dạ. Được. Dạ chào chú. Về thành phố Long Xuyên thì đồng hành với Bùi Hồ thì có anh Nguyễn. Tại vì anh Nguyễn thì sẽ gần cái những cái vị trí địa lý ở đây hơn, hiểu hơn cái cuộc sống của người dân ở đây hơn. Anh Nguyễn quay qua đó cho mọi người, zoom cho mọi người thấy đứa bé nó đang bơi trên một cái chiếc phao à. Đó là cuộc sống của các bạn trẻ sống Việt Kiều đó cô bác quý anh chị. Khủng khiếp ghê không, nhìn thương nha. Trời ơi, nó đi trên một cái chiếc phao nhỏ xíu à, làm sao mà để cho không ướt mình thì thôi à. Đó, nhìn nó bơi nhìn thấy thương ghê á, có thể gớt xuống sông bất cứ lúc nào, nhưng mà trẻ ba lớn thì nó biết lội hết à. Đó, thậm chí là cái chiếc phao là cái nó dễ chao đảo nhất mà bé bơi rất là thành thục luôn. Vậy thì cô bác quý anh chị có thể thấy là bé đi trên đó là biết bao nhiêu năm rồi. Bé đó khoảng chừng 5-6 tuổi thôi. Đó là một cái cuộc sống, một cái nét đặc trưng ở xóm Việt Kiều á cô bác quý anh chị. Vào giờ này thì khoảng gần 9 giờ và các cô bác quý anh chị ở xóm Việt Kiều á sống chen chúc ở nhau ở dưới kìa. Đứa này là con đứa này. Dạ. Dạ không. Không sao anh, nó không trơn. Dép anh có trơn không á? Dép em thì. Chào chú. Dạ con nhờ anh Nguyễn có nói với chú là tìm một cái chiếc ghe đó. Dạ, thì chiếc ghe nó đang ở đâu chú? Dạ, ở ngoài sông á. À, ở ngoài sông thì chở hai vợ chồng của em Soa đi luôn. Rồi, nó đang chạy ra. Dạ. Nó đang chạy đây ra. Không? Ừ. À, hai vợ chồng em Soa kìa. Ngồi. Chú tên gì? Sơn. Chú Sơn hả? À. Cũng chú cũng làm với Nguyễn cũng mấy trước rồi. Dạ. Đây là ngoài kìa chú Chính á. Thôi bây giờ leo lên đây luôn đi. Thôi leo lên đây luôn đi. Anh Linh luôn. Anh Giàu. Ở trời ơi. Vẽ cái gì tùm lum cái chân vậy? Cậu vẽ. Cậu vẽ hả? Dạ. Dạ. Mừng không? Nghe chú báo lại là tối là hai đứa nghỉ ngủ luôn không? Mừng không ngủ luôn hả? Dạ. Có nghĩ rằng là mình sẽ có được cái chiếc ghe không Soa? Dạ không, em không có nghĩ được vậy. Vậy hả? Dạ. Bao giờ con, bao giờ mất ra chưa? Không có nghĩ là mình sẽ có được cái chiếc ghe đúng không? Dạ. Tại hôm nay thì chiếc ghe nó giá nó cao quá, em không nghĩ là anh cho em được chiếc ghe vậy. À. Không có nghĩ là vậy luôn. Dạ. Thì về đây thì có được chiếc ghe thì nếu coi được thì mình mua sẽ cố gắng làm ăn. Dạ. Cái ghe đó là cái ghe đó chỉ bằng cái một cái thợ, cái bộ một vô nước. Giờ không, ghe hai vợ chồng làm ăn sao rồi?
Dạ mưa hoài em cũng đi làm được nữa, đi đẳng cái người ta kêu đi về à, không có làm được mưa. À. Tại vì so thì không có biết đường nên không có bán vé số được cô bác quý chị. Mà làm công ty thì không có giấy tờ, cái công việc làm duy nhất đó là làm hồ. Mà mấy ngày nay ở miền Tây á, bão dữ lắm. Và không dài thì chắc là so cũng nghỉ được 4-5 ngày rồi hả? Dạ. Làm được có ngày mấy mà ba? Làm được có ngày mấy rồi hả? Dạ. Rồi bé không ngày có sữa gì uống không? Dạ, hôm bữa anh cho tiền em đó, em mua sữa cho bé rồi còn dư là 2 gói. Uống còn dư là 2 gói. À. Bữa nay vợ chồng ăn cơm với gì? Dạ em cũng chưa biết. Không gài đi ăn cơm với gì? Không gài ăn cơm với khô, lộm mấy con cá người ta cho đi đó. Lộm mấy cá dưới sông hả? Dạ. Trời ơi. Rồi không gài mưa gió gì thì ghe có cậu có tạt không? Dạ hôm bữa xém xíu chìm luôn rồi đó. Ủa? Em về, em đi làm về không kịp mưa rồi xém xíu chìm luôn rồi đó, đậy một ghe nước luôn. Đầy ghe nước luôn. Dạ rồi không có không năng lượng cũng như không có nắng rồi đâu có bơm được đâu, rồi tát cũng chết luôn. Tát tay luôn. Dạ, lấy móng tát luôn. Có nghĩa là ghe ở dưới này á, cô bác anh chị sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Mà cái năng lượng nó không sạc đầy pin của cái bình á thì tát không được thì phải sử dụng cái tay, cái sức người á. Rồi chút xíu nữa là chìm luôn. Dạ chút xíu nữa. Nếu như mà chìm người gia đình, ui, chìm người gia đình sẽ ở đâu? Nhảy lên ghe của anh Linh nãy đó, đỡ rồi lừa xong rồi lên ảo rồi chứ lại. Đâu quay, quay quay lại, quay quay anh Nguyễn quay qua bên đó cho mọi người thấy cái chiếc ghe với. Chiếc ghe nào chú, ghe màu xanh hả? Chú mới mua 60 triệu á. Chiếc ghe này rồi phải không? Ghe này nè. Ghe nào? Chiếc ghe này là 20 triệu đấy ha. Cái ghe là 18 tấn chú nói đó ha. 18 tấn hả chú? Dạ chú mua 25 triệu, chú mặn vô 20 triệu nó là 45 triệu. Dạ anh là có lượt nhôm. Nhiêu cô? Nói chuyện á, cô mua cô làm không là 45 triệu. Lên trên đó coi đi, anh dầu cho lên với. Lên đây đi. Lên trên trước đi một. Dạ. Tại vì gia đình cô đông. Không biết sao bước luôn. Ở nó hơi kẹt. À. Được không? Dạ. Qua bên cái xuồng bên đó. Đâu 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 đưa em bé lên. Đưa em bé lên trước đi, đưa em bé lên trước đi. Con chị em cưng cưng phúc lên, đúng lên. Ừ. Rồi bây giờ chiếc ghe này là nếu như mà chịu mua là của hai vợ chồng thì bây giờ là hai vợ chồng cứ việc xem đi chiếc ghe này có đúng như ý của mình hay không và mình có thích cái chiếc ghe này hay không thì mình mua. Thấy chiếc ghe này thấy hay hay, trên đó có mẹ Quan Âm kìa hả, có mẹ Quan Âm đứng trên đó phóng zoom lại gần anh Nguyễn ha. À, có mẹ Quan Âm phù hộ. Chiếc ghe này thì cứng cáp hơn chiếc ghe của cậu rồi đó. Cậu nè. À, ôi, bây giờ đi vô trong đi ha. Đi vô trong đi con, coi thoải mái đi. Dọn đồ qua trong rồi còn như là chú cho con hết toàn bộ đó. Ồ, chiếc ghe này. Trời ơi, đi thẳng đầu luôn nè mọi người. Tại vì biết sao con ghe của cô khoảng 1m8 luôn á. Gia đình của cô có đông, mình thử ra ở ghe này nó hơi kẹt một chút. Dạ. Chiếc ghe này là không trao đảo luôn á mọi người. Em về là khỏi sửa luôn, để gì ạ? Ở đây là cái không gian ngủ nè. Đó giờ ý con sao tiền sao? Con đó. Bây giờ hai vợ chồng ý sao nói nghe coi. Anh Nguyễn cố gắng khum khum người để không u đầu. Đây, hai vợ chồng sao có chịu không hay là như thế nào? Này, ghe có chảy không? Nè, đây là cái không gian bếp của nè, bây giờ mình cái không gian bếp ở đây, cái đồ đựng chén ở đây. Rồi bên cái sau là tắm rửa vệ sinh, nhà vệ sinh đó, bên kia có nhà vệ sinh sẵn luôn kìa. Đây em quay cho. Có nhà vệ sinh sẵn luôn nè cô bác quý anh chị. Đây nè cái nhà vệ sinh nè. Rồi chén bên đây, tắm rửa bên đây. Sống chén này thiết kế sẵn ở bên đây. Đó, chỗ này thì có thể là trưa hai vợ chồng lên đây nhìn view sông, view biển gì đó. Không mát. Giống như một cái phòng. Ở là tầm ở đây là trước tới giờ nè. Ở đây là ngủ nè. Chỗ này là ngủ nè, còn đây là view buổi trưa nè. Hai vợ chồng là không được. Nói chung là ghe cũng khá cứng cáp á, điện rồi đi cũng đầy đủ hết rồi nè. Dạ.
Hay chứ. Rồi bây giờ ra trước mình trao đổi đi. Chiếc ghe này là 18 tấn hả chú? 18 tấn. Anh này là sao? Con đi trả đồ nè. Gia đình cô tới 5-6 người là không phải gì mà cũng ra chẹt vậy lắm. Mày kiếm một miếng nào mà cây công mà có hư mà nó đém cái tao cho mày cái. Ôi cô gan cái. Thôi còn khô nữa, tại vì trời mưa nó mông á. Tại vì trời mưa nó không chảy trước này nè. Cái công này chất lượng lắm hồ. Cho mấy cái búa luôn á, đặt bè luôn á. Mấy cây công đó là nó cứng là được rồi. Còn bộ đó rộng rãi lắm. Đi chú mua ghe buông luôn à. Mua ghe buông. Rồi rồi đậy lên đi. Đây là đi anh dầu. Rồi ra đây ngồi cho sáng đi anh ơi. Trong đây ngồi nó hơi bị hầm. Rồi. Chú gì anh? Chú gì? Chú tên gì? Chú Chính ơi. Chú Chính, cô Chính. Cô Chính, chú Chính ra luôn đi. Con nhôm này nó không mà dưới thiết lạnh không nghe đồ giả nhiệt. Hồi đó cô mua đâu có mua gì đâu. Xích ra đây, xích ra đây. Có một khúc một à, thành thử ra cô mới kiếm lớn làm. Mua lên, làm nhà đồng, làm nhà thề. Với tiền thợ, với tôm lạnh rồi giả nhiệt luôn đó. Con cứ dòm lên giả nhiệt luôn. Có bản nhiệt luôn á. Ở dưới thì đường nhôm. Đường nhôm là... Nhôm không ạ. Nhôm không ạ. Bây giờ là cái chú Chính là kêu chiếc ghe này là bán bao nhiêu? 20. Xúc xuống xích xuống đây đi chứ. Dạ, là bán 20. Hai chục đó con. Dạ, 20 triệu. 20 triệu đó. Dạ. Dạ, tại vì cô bán cho mấy đứa cháu mà ở. Dạ. Tại vì hoàn cảnh cũng khó khăn. Đó, thành thử ra cô bán cho con cháu nó ở cũng lành lẽ. Rồi chị nó mà nó ra tiền thôi á, mày không có nói sửa. Mua về nhà rồi con thấy không đâu có sửa sang gì đâu. 20 năm nữa được. Đúng. Được đó. Mà không có cái sửa, không có vô nước. Không có gì hết trơn. Bà ta còn y hinh luôn. Rồi tại vì cô mua rồi là cô làm lại hết trơn rồi đó. Cô sống ở ghe này bao nhiêu năm rồi? Cô sống cũng lâu rồi, mấy chục năm nay vậy. 30 mấy 40 năm. Thay vì cô nghĩ đi, cô sống lúc đó cô còn nhỏ đó. Cô thay làm giờ, với cái công việc gì thêm chứ? Cô cũng chạy đồ ăn gì nè. Dạ. Dạ, sống nghề dưới sông nước. Dạ. Chạy đồ ăn gì không đó. Dạ. Chứ cũng có mua bán gì đâu, sống nghề này. Con cái này kia cũng sống luôn vậy đó. Nhà có trên bờ á. À, nhà có trên bờ sẵn ha. Có. Rồi bây giờ thì chú Chính với lại thím Chính là kêu chiếc ghe là 20 triệu. Thì chú là chỉ có kêu giá thôi. Còn bây giờ vấn đề là hai vợ chồng có thích chiếc ghe này hay không, hay là có ý kiến gì thì sẽ nói luôn. Bây giờ ý kiến của anh giàu trước đi. Em thì sao cũng được á. Sao không được là mua hay không mua? Dạ. Thích chiếc ghe này như thế nào? Thích thích hay là không thích? Mua hay là không mua? Dạ, cũng thích. Cũng nhưng thích. Mà thôi em thì sao cũng được, vợ em kìa. Bây giờ mà vợ chồng thì đầy đủ vì đồng ý thì mua thì chịu thôi cái gì đâu. Rồi bây giờ ý kiến của So, em So. Nó không gọi nó mát cái gì cười. Cười là vui hay gì hay là sao? Hay là sao trả lời cho. Nó cũng nghe này bên đây. Trả lời cho anh biết có thể anh quyết định. Đó. Em cũng thấy vừa ý cái ghe cũng được rồi. Không chảy này kia cũng được. Chiếc ghe này so với chiếc ghe cậu sao êm hơn không? Em hơn. Đầy đủ. Ghê kêu quá. Vậy là rồi. Chú Chính với thím Chính có bớt gì không hay là bao nhiêu đó là chắc giá? Cô bán giá đó. Tại vì có người hỏi nữa mà năng lượng này kia không? Chú Chính có cho nên có năng lượng cho này kia. Con cháu nó khổ rồi, tại vì cô muốn để bán cho con cháu nó lành lẽ nó ở chứ không gì. Ừ. Chứ còn bớt nữa thì cô không có bớt. Không. Không, ghe này đâu có năng lượng con. Cái ghe này tao nói mày nghe, cái đó thì nữa mình trang bị sao? Chạy đỡ đồ á, mà nhỏ này nó quá trời xuồng ghe rồi. Ghe này 18 tấn chúng tháo rồi. Cô tính về nhà mua ghe này nè, cô tính nó tháo ra. Để mua luôn một khúc, đặng cô mua cái máy á. Cô đặng xuống đặng chở đồ cho nó hơi nhiều. Cái ghe mà tầm 7 giờ cô quá trời rồi, quá trời xuồng luôn rồi nè. Còn nữa, chưa gì hết. Đó. Chưa gì hết rồi. Rồi bây giờ như thế này nè, Mạnh Thường Quân á, thì cô Julie ở Mỹ thì cũng có hỗ trợ mình mua chiếc ghe. Thì bạn thấy hoàn cảnh mình bốn người sống trên một cái chiếc ghe mà nó tạm bợ sóng gió nó chao đảo quá, thì cô mới có ý là hỗ trợ chiếc ghe. Thì bây giờ hôm nay thì đi coi chiếc ghe như thế này, thì ý của hai vợ chồng So như thế nào quyết định.
đây là hỗ trợ, còn em hai em á thì có thích thì mua, còn không thích thì thôi. Đúng rồi, nói rồi. Cho biết chứ không phải là ép buộc là mình phải mua chiếc ghe này nha. Đó, bây giờ ý của giàu giàu là sao? Em thì được. Đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý. Đồng ý. Dạ em. Rồi bây giờ ý của So thì sao? Em cũng đồng ý. Em cũng đồng ý, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này là em tự mua đó nha, em tự chọn chiếc ghe cho mình đó, không có đổi thừa anh hồ để phải ép buộc mua ghe này nha. À, tại vì bây giờ hôm nay thì dắt có chú Chính với thím Chính đó, dắt đừng cho coi, đừng biết chiếc ghe. Dạ. À, thì bây giờ là đồng ý đúng không? Dạ. Đồng ý 100%, không vui vẻ không, cười vỗ tay cái ơi. Cái ghe này nó không có đi không à, đi thoải mái không à. Đi tao nâng tao quá tốn tiền. Nhưng mà chiếc ghe như thế này rồi sao lông vô trong được? Dòng sao? Dòng vô trong. Được ha, chú Chính nữa dòng giùm luôn ha. Ừ, nó có da giỏi. Rồi vài bữa cái nữa em qua em thăm. Bữa mà, bữa 28 đó. Bữa 28 bữa nào đẹp kiếm. Đẹp đó cái mình đem qua mình mừng nhà mới rồi. Dạ. Đó bằng thờ. Bây giờ bữa 28 mình đó, bữa nay 26. Nó cũng lấy cũng tốt mày luôn. Vợ chồng thì ở ghe cũng như ở nhà, nó là một cái nơi ở của mình rồi. Bây giờ cố gắng đó, mày mua xong rồi mày chỉ mày mần tiền, mày kiếm tiền thôi. Mày cái vụ mà một ngoạc này nãy giờ không có vô nước một miếng á, không quẹo luôn. Cố gắng gì nè, là chiếc ghe cũng như cái nhà của mình vậy á, thì là một cái nơi ở của mình, thì cố gắng ở cúng kiến thắp nhang đồ phù ông bà hay đồ đó, ơn trên đồ phù hộ thờ Phật đồ đó, ở trên có một cái tượng mẹ Quan Âm đó, mình cũng thường nhiên thắp nhang. À, chứ nó lấy lợn cô thờ, cái đó phần của cô người ta bỏ, người ta bán ghe, người ta cho tôi đem về đó. Dạ, thì mai mốt thì cái mình thỉnh tượng mẹ Quan Âm về mình thờ hình cũng được nữa. Cái bàn thờ không đi nghe cái gì cái đấy. Dạ, cái đó là cô chú rồi. Còn như cô để này cho con cháu. Đi qua đây rồi rồi. Dạ. Dạ, có nghĩa là mẹ Quan Âm. Tủ chén này nọ bất cứ cái gì cái tủ mà lò ga này nọ dưới bàn thờ này chú không có gãi gì hết. Rồi con chỉ con đem về con để con xài. Có cái kệ gì đó con về nhà con thờ ông. Bây giờ bên đây là chú ở cho vui vẻ. Dạ. Thôi bây giờ là gửi tiền cho cô Chính với chú Chính ở đây luôn hay sao? Dạ gửi đây luôn. À, gửi đây luôn. Tới bữa 28 con lấy. 28. Vậy em gửi tiền luôn nha. 28 là bữa nay 27 phải không con? 26. Bữa nay 26. Mà 29 cũng được gì? 28 là tuổi thìn này. 28 ngày trăng ngày giờ ngày thìn đó cô lấy rồi con cháu nó lấy gì nhà nó cũng mát mẻ nữa. Đó vậy là xong con rồi đó. Đó. Con chỉ là mang đi chú Chính thằng Nguyễn này là tôi tin tưởng lắm. Cái ghe nào tôi nói là ở bao nhiêu năm là nhiêu năm đó. Dạ. Ngày sông nước mà. Nói chung là hôm nay thì mua được cái chiếc ghe này đó thì chân thành cảm ơn anh Nguyễn An Giang đã kết hợp với chú Chính để tìm được chú Chính để mua một chiếc ghe, thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô Julie ở Mỹ, ở bang California của Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình 1.000 đô thì tương ứng với lại 23.500.000 đồng. Thì 1.000 đô này thì bây giờ trả 20 triệu cho chiếc ghe của cô Chính với chú Chính, còn 3.500.000 đồng thì cho hai vợ chồng làm vốn trong thời gian sắp tới, sắm sửa gì trong chiếc ghe đó, trang bị gì đó thì mình sẽ sắm sửa cũng như là cái vốn của làm ăn ha. Thì bây giờ trước tiên thì con sẽ gửi cho chú Chính với thím Chính trước 20 triệu đầy đủ luôn nha anh. Bây giờ mình không có cần trả thêm chú Chính với thím Chính gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thím Chính đếm lại giùm con nha. Rồi bây giờ là đây là cô Julie ở Mỹ hỗ trợ 1.000 đô thì anh đổi ra cho em là 23.500.000 đồng, thì là còn 3.500.000 đồng thì gửi cho vợ chồng em để làm vốn ha. 1, 2, 3.500.000 đồng gửi cho em hay là
Rồi cho em đi ha. Rồi đây là cái phần của cô Julie ở bang California của Mỹ hỗ trợ cho em 1.000 đô để mà mua ghe. Thì cô nói là không biết có thiếu hay không, nhưng mà hôm nay thông báo với cô á là cũng mua được chiếc ghe đủ luôn cái số tiền làm vốn. Thì chắc có lẽ là vài ngày nữa thì Giàu với lại So sẽ dọn vô chiếc ghe ở. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là So với lại Giàu sẽ nói lời cảm ơn với lại Mạnh Thường Quân cũng đã giúp đỡ của mình, cũng như trước đây thì có cô Huệ, rồi anh Phát ở, cô Huệ ở Mỹ, anh Phát ở Úc, rồi hôm nay thì lại có chiếc ghe được sự hỗ trợ của cô Julie ở Mỹ. Thì bây giờ chắc có lẽ là Giàu sẽ nói trước ha. Em xin gửi chào cô Julie giúp em chiếc ghe. Em xin cảm ơn với Mạnh Thường Quân. Cho em cảm ơn chú anh ạ. Anh Giàu thì ở Campuchia nhiều nên cái tiếng Việt của anh không có gành. Thì ảnh không có gành nhiều lắm. Thì ảnh xin chân thành cảm ơn cô trước Julie. Tiên là cô Julie ở Mỹ, bang California, với lại tất cả Mạnh Thường Quân như là cô Huệ ở Mỹ nè. Chú Phát ở Úc. Và tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Vui Hồ. Chắc có lẽ là bây giờ So sẽ nói lời cảm ơn ha. Sao cái tâm trạng sao ngủ không được, sao em cứ diễn tả ra hết đi mọi người. Mừng quá. Mừng em cứ nói đi. Cô gì nãy hỗ trợ cho em. Cô Julie. Cô Julie. Dạ, em cũng cảm ơn cô Julie đã hỗ trợ cho em chiếc ghe. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Dạ, em cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho em mấy tháng nay. Rồi sau đó hổm ngày thì cái tâm trạng sao, mua ghe không ngủ sao, nói hay sao cho anh mọi người nghe, với cái đó là quan trọng nhất á. Tại em đâu có tưởng là anh hỗ trợ cho em tới khi được cái chiếc ghe đâu. Không có nghĩ rằng luôn hả? Dạ, em không có nghĩ là anh hỗ trợ cho em tới chiếc ghe để ở. Hôm bữa em nghe anh điện lại em hỏi chồng em mừng. Dạ. Em trông anh hoài luôn. Có bà đó chứ nói cho nó mừng. Dạ. Cho chú chính thông báo trước. Thông báo trước cho hay. Bị chú cũng mua ghe cũng năm trước kiếp rồi, Nguyễn cũng kêu mà mua ghe chắc rồi. Hôm nay thì con đại diện cho cô Julie gửi tiền, trao tiền lại cho chiếc ghe cho cô chính với chú chính. Thì nói thật ra thì chiếc ghe này thì so với 20 triệu thì giá cũng rất là hợp lý luôn. Và chắc có lẽ là cô chính với lại thêm chính là cũng thương gia đình của bé So, cái hoàn cảnh khó khăn mà sống chật vật ở trên ghe chao đảo, nên là nữ bán giá cũng hơi mềm. Nói thật cô bác quý anh chị, này là cách mà có một cái máy luôn như thế này thì ra giá rất là mềm, vừa bán vừa cho luôn. Thì con thay mặt Mạnh Thường Quân, thay mặt gia đình của em So, chân thành cảm ơn cô chính với chú chính. Chúc cho cô chính với chú chính cùng gia đình sức khỏe, an lạc, và đặc biệt là mua may bán đắt trong cái cuộc sống. Thì chắc có lẽ là hôm nay thì đến đây thì cũng còn hỗ trợ cho gia đình của cậu của em So với lại anh Giàu là anh Nè. Thì bây giờ mình nghé. Sẽ anh nghé. Anh nghé. Nghé. Nghé anh nghé. Thì sẽ qua bên đó. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn để thay mặt cho cô Julie Hoàng với là một chị Kim Lành ở Thủ Đức qua tao hỗ trợ nữa. Thì bây giờ cô bác quý anh chị cứ đợi nha. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình của em So có một chiếc ghe đáng mơ ước như ngày hôm nay. Và vài ngày nữa thôi thì em ghe em So và anh Giàu sẽ có một cái nơi ở mới đầm ấm, ấm cúng hơn, và không chỉ bị mưa gió bão nữa cô bác quý anh chị. Đó là một điều đáng mừng. Người ta nói có an cư mới lập nghiệp, mà chứ không có tát nước giống ngày trước nữa. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Cảm ơn cậu. Dạ.